Chipu hé lộ cách để cầu hôn Amber có phản ứng bất ngờ khiến dân tình vỡ mộng Hương vị Trung Hoa tập 3. Trong tập 3 của Hương vị Trung Hoa, Chipu đã hé lộ một cách để người mình thích cầu hôn, khiến dân tình thích thú. Phân đoạn này đã thu hút sự chú ý của nhiều người xem và lan truyền trên mạng xã hội. Trong một cuộc trò chuyện, Amber đã hỏi Chipu một câu hỏi đầy thú vị: em có thấy một lời cầu hôn có cần thiết hay không? Một cách ngạc nhiên, Chipu trả lời rằng có, cho thấy cô tin tưởng vào tình yêu và giá trị của lời cầu hôn. Tiếp theo, Amber tiếp tục hỏi cô về cảm nghĩ của mình nếu được cầu hôn. Chipu không ngần ngại trả lời một cách hồn nhiên, vào một ngày đặc biệt được người mình yêu cầu hôn một lần duy nhất, sau đó Amber còn nhắc nhở mọi người nghe kỹ câu trả lời của cô. Trước đó, sự tương tác giữa Chipu và Amber cũng đã tạo nên một liên kết đặc biệt giữa hai người, khiến khán giả yêu thích và đẩy thuyền ủng hộ cặp đôi này. I'm going.